Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với For Hà Nội và trở lại với Forenger, vua bán tải tại Việt Nam. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu chiếc Forenger XLS. Đây là phiên bản số sàn, một cầu, có giá bán niêm yết là 630 triệu. Và nếu sở hữu chiếc xe này ở thời điểm hiện tại thì giá các bạn chi trả đâu đó chỉ loanh quanh khoảng dưới 600 triệu thôi. Chiếc Forenger XLS số sàn này, một cầu, được đánh giá chính là loại xe mà trường sức số 1 trên thị trường. Đó. Mặc dù là bán tải thôi nhưng mà cái khoang chống để chân hàng ghế sau rất là rộng nhất phân khúc luôn, không gian rộng rãi thoải mái. Và với cái thùng sau như thế này thì các bạn yên tâm là chuyên chở được rất nhiều cái đồ đạc trên xe. Hơi tiếc một chút khi mà cái thùng sau này, nắp mở thùng nó chưa có trợ lực, nó sẽ hơi vất vả đối với những khách hàng mà chân yếu tay mềm. Đó. Thanh niên cường tráng thì cũng phải gồng tay đó. Và chiếc thùng này thì cũng chưa được tặng kèm lót thùng, các bạn có thể trang bị thêm lót thùng và nắp thùng cao thấp tùy theo ý kiến, tùy theo sở thích. Chiếc Forenger phiên bản này sử dụng cái khối động cơ turbo diesel 2.2 lít TDCi trục cam kép luôn, có làm mát khí nạp intercooler này, thật sự là rất là bền bỉ và khỏe, phù hợp với nhiều địa hình phức tạp. Và đi kèm với nó chúng ta sẽ có một cái hộp số sàn 6 cấp kết hợp với mô men xoắn cực đại đạt đến 320 Nm tại 1600 vòng trên phút. Nó rất là linh động trong cái việc chuyển hướng và xử lý những cái sự cố trong quá trình giao thông. Đặc biệt nha các bạn, chiếc Forenger phiên bản này này, nó có thể lội nước lên đến 800m, một điều bất khả kháng đối với những cái mẫu xe, những cái đối thủ khác. Thật sự là cực kỳ ấn tượng. 800cm, tức là nó tương đương đâu đó khoảng tầm 0,8m đến ngực của một người lớn luôn. Ở phần hàng ghế thứ hai thì đó chính là một cái khoang để chân rất là rộng rãi, thoải mái. Và ở khoang cabin thì nhiều cái chi tiết nhựa này, ghế nỉ cũng được áp dụng nhiều. Dĩ nhiên là không thể đòi hỏi quá nhiều ở một cái mẫu xe giá rẻ như thế này được. Dưới 600 triệu cho một chiếc xe Ranger số sàn bản đủ. Những cái thông số khác chúng ta sẽ có về hệ thống giải trí, chúng ta sẽ có cái hệ thống âm thanh đầu CD thôi, một đĩa AM, FM, 4 loa. Đó chính là cái những cái tính năng cơ bản nhất của một chiếc xe trên thị trường. Đó, các tính năng còn lại, an toàn, hai túi khí này, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Forenger đều có thể đáp ứng được. Bởi vì nó mặc dù là số sàn thôi nhưng nó là số sàn bản đủ. Do đó là nó sẽ có những cái tính năng giống hệt như cái phiên bản XLS AT một cầu. Đó là phiên bản bán chạy nhất của dòng xe Ford tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về giá bán, khuyến mại, thủ tục trả góp cũng như là lái thử, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline tôi đã đính kèm video để có thể sờ tận tay, tận mắt trải nghiệm những cái mẫu xe Forenger vua bán tải tại Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.